Lấy đồ ra để nghịch là sao nhở? Titi, Titi có nghịch không? Không. Thế là con nghịch đúng không? Không, con đội mũ đi học mà. Con đội mũ cho Titi. Đội mũ trên đầu như thế này á? Con đội mũ đi học. Trời ơi. Thế bây giờ mày bảo nhá, con có muốn ăn dưa hấu không? Dạ. Thế thì phải dọn thêm bịt vào. Dạ. Rồi.
dọn hết bỉm vào thì mẹ mới cho ăn dưa hấu, chứ không là mẹ không cho ăn đâu. Trời ơi, một đống bỉm này. Cái bịch bỉm của em Titi là đổ hết ra đây rồi. Trời ơi, Titi cũng nghịch đúng không? Không. Không mẹ ơi. Titi không nghịch hả? Mình không nghịch à? Chết thật, hai đứa này. Tắt dọn. Nào gấu xếp bỉm lại cho mẹ nào. Đổ hết ra như thế này rồi giờ sao xếp vào đây ta? Xếp vào cho mẹ. Titi nữa xếp vào đây cho mẹ nào. Rồi 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 con hồ lại kia con xếp đi. Nhặt cái trong kia nữa kìa. Đấy, xong rồi, lần sau hai chị em không có bày ra như thế này nữa những cái chiêu con. Đi bày trước đúng không? Rồi chị gấu đi lấy cái bàn bên kia cho mẹ để ăn dưa hấu nào. Đi có xếp bàn được với mẹ không? Rồi. Đây. Xin mời. Thầy đang ngồi con. Đi. Thầy đấy. Không, chạy qua đây với mẹ. Ui dồi, nhảy lên thế luôn á. Nào. Ăn nhá. Mẹ cho gấu. Này, xin mời Titi. Nào. Ngọt không? Ăn nhá. Gấu này ngọt lắm. Ăn mua lại. Mẹ mua cho ai? Trời ơi, chảy nước rồi. Mẹ mời hai chị em nha. Ăn đi đường này con. Ngọt quá. Chảy nước hả con? Đi làm ướt hết cho mẹ rồi.